Con đi rồi, con có buồn không? Con chuyển nhà đi rồi á, cô vui còn kịp nữa chứ buồn gì. Quỳnh Anh ơi, tới giờ rồi, đi thôi con. Dạ. Tạm biệt cô. Mẹ ơi, gần như con đã quên dáng vẻ của mẹ. Chỉ nhớ mẹ thích mang bông tai hình bông hoa, thích mặc áo sơ mi trắng. Con thường ở trong mơ được gặp mẹ. Con còn tưởng mẹ đã quay trở về. Nếu mẹ có ở đây